Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trận đấu giữa anh Trương Văn Mạnh gặp Luân Bắc Cạn. Hai cầu thủ đều ra sân với trang phục áo màu đỏ và đều đi dép lê, mà tôi nhìn thấy hai cái dép tương đối giống nhau. Anh Luân Bắc Cạn thì đánh tay trái, còn anh Trương Văn Mạnh thì thuận tay phải. Như vậy là anh Luân Bắc Cạn phá trước. Đúng rồi, anh Trương Văn Mạnh thì mặc áo kẻ ô vuông, mỏ đỏ đen. À, anh em cùng chia sẻ video về tường để cổ vũ cho hai cầu thủ trong cái giải. Đổi đâu, mình nhìn có sửa đâu mà đổi. Kìa, anh thắng trở viền sao rồi kìa, Văn Trương kìa. Chưa, anh thắng sở việc chưa đánh. Ôi dồi ôi, cầm thuốc ngoài kia đi. Anh hút thuốc đâu mà đùa không? Có khi nào về bếp chưa? Đủ rồi. Thế thì đủ bếp à? Anh em cùng chia sẻ video về tường đi, chia sẻ về tất cả các hội nhóm buôn bán đồ cổ Nam Định chẳng hạn này. 601. Như vậy là anh Luân Bắc Cạn định tính trên đường chạy an toàn rồi. Bị hai đuôi rồi, bị hai bị đuôi rồi, làm sao mà ngon được. Đức Tuấn Hưng The Blue, à tôi sinh năm 93 nhá. Anh à? Ok ok, chia sẻ hết các hội nhóm đây. Ôi, ô mày chứ, mày cho anh Trương Văn Mạnh à, không chết cái. À vâng, anh Trương Văn Mạnh đã cởi áo rồi. Và bây giờ anh lại là trang phục áo màu xanh. Tài năng thì... Và em đăng ký đã bốc thăm rồi. Ờ, cho anh cốc trà nóng luôn đi em ơi. Em ơi, cho anh cốc trà nóng nhá. Anh Trung xem còn ghế không? Anh Trung ơi, xem còn ghế không? Bố trí ghế đây. Ghế, ghế, bố trí ghế đây đây. Quốc Hiệp Lang. Vâng. À, tôi thì vất vả từ nhỏ, anh là lang bạt bao năm nay nhìn nó già. Cứ suốt ngày via bio lang bạt lang thang như người già, cho tôi sinh năm 93. Tào Công Nam Định được 10 anh em tham dự, đánh bảng 32 người. Đây là anh Trương Văn Mạnh. Hay quá, một pha đánh quá chính xác của anh. Một phát và quay sổ số luôn. Và anh Trương Văn Mạnh gỡ hòa tỷ số 1-1. Anh em cho anh Trương Văn Mạnh một tràng báo lai đây. Tài năng trẻ được đánh giá là hay nhất Nam Định hiện nay. Đúng rồi, kiếp sống vô thường ăn chín cuối là thắng, nhưng mà trong trường hợp mà quay sổ số chết được 9 thì cũng được tính thắng luôn. Như vừa rồi thì anh Mạnh đã quay sổ số Nam Định quay vào buổi sáng là anh cũng trúng rồi. Linh Hà chủ quán cũng đang đánh mà. Đang đánh, chủ quán đánh lại.
Đâu? Vinh thắng nhỉ? Tiếp theo trên bàn số 1. Lam Nam Định gặp Tùng Đò Gạch trên bàn số 1. Dạ. Anh có gì ạ? À? Anh một tí nữa thôi. Chứ có bàn nào đánh, chuẩn bị đánh không? Rồi anh xin. Có vẻ là có anh em nào uống trà không đây? Uống trà đấy. Uống trà không? Rồi, anh uống trà. Hả? Cái gì? Hả? Thông như thông, thông hết rồi. Anh Đức Tuấn cũng như tất cả anh em cần hỏi gì về VR thì hãy lấy cái số hotline của tôi ở trên màn hình. Tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ thì đang tập trung vào live stream dài, thành ra là nhiều cái vấn đề bên cạnh nó sẽ khó để trả lời được. Anh Trường Văn Mạnh với lối đánh rất là chính xác và chắc chắn. Anh đã từng giật được hai cái giải hai cái giải nhì, hai giải nghiệp dư liên tiếp ở trên Hà Nội. Anh Trần Văn Mạnh buổi sáng ra là anh vừa đi đây là anh Luân Bắc Cạn. Có thể thấy rằng là anh cũng lặn nội đường xá xa xôi, vượt hơn 400 km để về với thành Nam. Tinh thần thể thao anh quá tuyệt vời, rất đam mê bia, rất thâm mộ. Vâng. Lâm Xuân Giáo Đầu gặp hay thế nhở, một pha đè bi lên phải nói là rất mạnh mẽ của anh Trường Văn Mạnh, quá tuyệt vời. Với rồi. Pha xử lý tốt, mở má tốt. Anh Trường Văn Mạnh này rất đẹp trai, chưa người yêu, phải nói rằng là tài năng trẻ quá tuyệt vời của Lam Định. Thank you.
Anh bây giờ hiện tại đang là người đánh bia hay nhất của thành phố Nam Định cũng như tỉnh Nam Định. Đó, còn một bi 9 nữa thôi. Rất thanh thoát, chắc chắn. So, như vậy thì số được là nâng lên 2-1 cho anh Trường Văn Mạnh. Anh em cho anh Trường Văn Mạnh một tràng báo lại đây. Phá luân phiên. Ai kìa? À, trên bàn số 6 là ai giờ thắng nhỉ? Cơ thủ thắng cuộc ra báo lại kết quả cho ban tổ chức nhá. Thế Nam thắng gì? Tiếp theo trên bàn số 6. Khương Linh Bình gặp Dương Thái Bình. Trên bàn số 6. Động cơ game chạm 5 nhá. Dương Lam Định đã đến chưa nhỉ? Tùng Quất và Trung Nam Định có mặt ở đây chưa nhỉ? Tùng Quất có chưa nhỉ? Đây, động cơ game 5. Dương Thái Bình. Tuấn Đặng thắng ổn không về nhá. Không. Đó, ok. Thắng ơi. Ở đây để ý cho anh em là Nam Định đến kéo hết vào cho đánh. Không để ý có thằng nào chưa đăng ký hoặc chưa đưa đến mới đến anh nhìn thấy mấy thằng là lạ. Có đánh không? Không, thêm đi, thiếu suất rồi. Em là gì nhỉ? Em là gì nhỉ? Để đăng ký luôn. Duy à? Vào bảng em luôn, dưới cùng ấy. Chào đón cho anh em nhá. Anh gì đẹp trai.
quá hay. Một pha A băng phơi của anh Luân Bắc Cạn. Luân Bắc Cạn hạng B nhưng lại đánh giải hạng C. Luân Bắc Cạn đang cười tươi lắm, anh em Bắc Cạn đâu vào cổ vũ cho anh Luân Bắc Cạn. Nhất Bắc Cạn, nhì là Thiện Nương. Quả thứ một rồi. Ừ. Ok rồi. Đây. Ồ, úi giời ơi, điều lắp đít luôn. Ý đồ cái và đít 8 nhưng không, hơi yếu sinh lý. Bán gì à? Bán số 2 kìa. Chào cái đội kia, còn ai chưa đăng ký đã bỏ rồi anh, chưa đăng ký lốt đấy. Người nhựa nguy hiểm hết đấy. Cặp này chưa, tí nữa. À, sắp đánh rồi đấy, ở gần đây mình đi đâu, cặp này đến chưa? Cặp này đến chưa? Trung Tân với Linh Dũng. Phản xe ra đây em ơi. Hay quá nhờ. Thua rồi. Kiếp sống vô thường thì đánh giải đây là cái giải nghiệp dư để anh em giao lưu và cọ sát mà, chứ có vẻ cũng phải đặt nặng cái vấn đề thắng thua đâu. Anh em được gọi là giao lưu cọ sát rồi tập luyện tay cơ. Nhất giải này là ăn lương Nam Định nhá. Sân chơi này nó là quá tuyệt vời luôn, quan trọng mà. Hay quá nhỉ.
Mặc dù điều hơi lỗi nhưng mà anh Trường Văn Mạnh vẫn xử lý được. Anh nâng tỷ số lên 3-1. Phải nói rằng là anh Trường Văn Mạnh đúng là tài năng gọi là hay nhất Nam Định hiện nay. Phải pha xử lý rất tốt của anh Trường Văn Mạnh. Anh em Nam Định đâu hết rồi. Thì anh em ở nào ở Nam Định thì qua luôn câu lạc bộ Bảo Lam 135 cái công chứ nhá, cổ vũ giải. Còn anh em ở xa thì cứ báo like đi, cho một trang báo like, báo tim các thể loại đi. Ván này thì anh Trường Văn Mạnh phá vi. Một pha phá vi hợp lệ. Không biết là anh có xử lý được cái hình vi này không? Tôi nhìn thấy hình vi là một đường riêng. Ui, tạch gậy, đầu tẩy mòn quá rồi. Như vậy là anh đã bị tẹt gậy. An Sơn biết hôm qua đi anh em Nam Định tiếp cẩn thận quá, hôm nay mất hết cả giọng rồi này. À, Sơn biết có ở đây chưa? Cái qua luôn đây. Thưởng Hà có. Đâu có cặp đâu mà. Rồi, anh Trường Văn Mạnh vẫn đang một mình một ngựa. Anh đang một mình anh thể hiện. Anh luôn đến từ Bắc Cạn chưa có một cơ hội gì. Trường Văn Mạnh có một tài năng quá xuất sắc của Nam Định. Ngọc Xuân Phi đúng không? Hôm qua anh em Nam Định tiếp cẩn thận quá. Hôm nay mất cả giọng. An Sơn Viết ra luôn câu lạc bộ đi. Vâng, như vậy lại là một pha dọn bàn của tài năng trẻ Trường Văn Mạnh. 4-1 rồi. Anh em cho hai cầu thủ một tràng báo lại báo tim đi. Bốn một rồi. À,
bàn chấp một ván mà vẫn đứng nguyên ván ạ. Hay kìa cơ hội đấy, phá bi đi. Cả hai thằng đều cười. Một pha phá rất tốt, ra hình đẹp cho đối thủ cho của anh Luân Bắc Cạn. Quá mềm tại ôi vẫn bị hơi gọt phà một tí rồi. Vâng, chúng ta cùng xem màn nhảy cóc xê của anh Trương Văn Mạnh. Ngọc Xuân Phi có anh ơi, nếu nghiên là ứng cử viên của chức vô địch giải này. Một pha sút tê truyền bóng cho anh Luân Bắc Cạn. Chúng ta cùng chờ xem anh Luân Bắc Cạn anh thể hiện. Nào anh hãy bắt tôm đây. Quyết tâm lên nào. Anh Luân đến từ Hồ Ba Bể. Bắc Cạn. Hay quá nhờ, một pha đánh trúng bi mục tiêu luôn, chạy đạn luôn của anh, rất chạy đạn, rất là tinh tế của anh Luân Bắc Cạn. Tiếp tục là một pha nhảy cóc xê của anh Trương Văn Mạnh. Nhảy thử cái màu đen này, lắp thử vào. Đây này, cái cây gậy nhảy màu đen này, ta lắp vào thử, nhảy thử. Lắp vào. Biệt mang một cái gậy nhảy đây. Úi trời ơi. Này. Ờ. Bố đâu vào thôi, phẹt thôi. À, đội hình của Linh Bình sang tham dự giải Nam Định rất là đông, gồm 5 anh em trên một chiếc xe tăng phi từ Linh Bình sang Nam Định để giật giải.
Lỗi rồi. Rồi, cơ hội cho anh Trưởng Văn Mạnh tiếp tục nâng cao tỷ số rồi. Rồi, một pha điều 6 lô tít xa. Ôi, lắc lỗ. Một pha hơi đáng tiếc của anh Trường Văn Mạnh. Rồi, một pha xe đạn sinh viên của anh Luân Bắc Cạn. Ờ, làm gì đã có cọc nào đâu. À, gọi đi, em gọi điện cho những cái ông chưa đến đi. Dương này, Tùng Quát này, Linh Dúi này. À, tiếp theo trên bàn số 3, anh Vũ Lam Định gặp Vinh Văn Vở. Anh Vũ Lam Định bán ba, bán ba. Anh chấp người ta 6-1 nhé. Anh chấp người ta đấy. Đâu? À, chủ lạc mẹ một mình nó lại được miệng rồi, tao sợ mày đấy. Mẹ chủ nhà này chưa. Trời ơi, một pha đánh quá chính xác của anh Trường Văn Mạnh. Pha đẩy hỏi rất chính xác. Rồi, như vậy còn 2 bi nữa thôi. Còn một pin số 9. Như vậy là đã miễn rồi. Tỷ số là 5-1 cho anh Trường Văn Mạnh. Như vậy là anh Trường Văn Mạnh chưa để cho khách một ván nào. Rồi. 5-1 rồi. Ok nhá, chào Văn Ngọc nhá, chào tất cả anh em. Anh Luân Bắc Cạn chưa có cơ hội gì. Nó sắp đến rồi, tí nữa thôi. Em là cái gì? Linh Dúi gì? Linh Dúi em, nó ở đây em phải biết nó chứ. Thank you.
Game chạm 6 và anh Trường Văn Mạnh dẫn 5-1 rồi. Như vậy anh Trường Văn Mạnh chỉ còn cách một ván nữa thôi sẽ giành chiến thắng. Một pha đánh trong công có thủ nhưng mà vẫn không thủ được, vẫn bị loại hình rồi. Hay quá nhở, pha đánh chính xác và sẽ là một pha cộng 4994. Nhưng mà rất khó. Không được. Một pha cộng bi nhưng khó quá, rất xa. Anh em phải hiểu rằng là một game đấu mà khi mà không có cơ hội hoặc là bị xui một hai con bi thì là mất cả game luôn. Nên không phải là anh Luân Bắc Cạn đánh kém, cái Luân Bắc Cạn là người đánh hay thứ nhì của tỉnh Bắc Cạn. À, anh có thể là bị tâm lý, áp lực tâm lý một chút và anh cũng chưa có cơ hội gì. Anh em phải hiểu đây là giải nghiệp dư. Trong khi thi đấu giải và được live stream này thì cực kỳ áp lực, cực kỳ bị tê. Nhưng mà không phải đơn giản nhé anh em, mình đánh vui ở ngoài. Đánh vui ở ngoài này rất dễ, nhưng mà khi bước thi đấu vào giải cũng như là vào cái bàn live stream này thì cái tâm lý nó sẽ khác hoàn toàn. Ôi, mặt mở thế. Đeo kính rồi. Nhìn màn hình đau hết mắt. Rồi, một pha bắt đuôi thành công không? Dường như là đã thành công rồi. Vậy là anh Luân Bắc Cạn ra đã tâm sự rằng là cóng quá, tê quá. Anh đang cầm gậy như cầm sáo beng rồi. Anh đang cầm sáo beng chứ không phải là cầm cái gậy bia nữa. Ô, không hiểu anh này anh điều kiểu gì đây. Ô. Anh là bắt đuôi rất hồn nhiên. Anh này không chết, anh để làm một cửa lỗ nhưng mà lại ra đuôi luôn. Hoàng Tuấn Cường, đúng rồi. Đi thi đấu giải tê lắm. Như vậy là anh Luân đến từ Bắc Cạn đã quyết định thực hiện một cú nhảy cóc C. Alo. Cầm tay này. Thật, khi nhiều cái gậy nó đéo, cầm nó bị lột khỏi cái này.
Chào Ngọc Vũ Khúc nhá. Trần Văn Tuấn, thế thì hôm nào bạn cứ đăng ký tham dự các giải nghiệp dư tôi tổ chức đây để thể hiện mình luôn đây. Rồi, còn một vị 9 rồi. Vâng, như vậy anh Trường Văn Mạnh đã miễn vị 9 rồi. Tỷ số được là rút ngắn xuống 25. Chúng ta cùng báo like để cổ vũ cho anh Luân Bắc Cạn, anh tự tin để anh bật tôm đây. Anh thắng cái thua ấy. Ok ok. Anh ấy đi, anh em bảo những cái thành phần này này, anh gọi đi. Những cái cặp anh nhìn thiếu này. Đây này. Không không, gọi điện đi này. Này này, đây này. Đấy, gọi đi. Thế là nếu thế là được 31 đấy, thế này 31, nhưng mà cái thằng này không đến thì thằng này lại thế thì còn có 30 thôi. Thiên Phạm, tôi liên tục đăng tải các giải đấu ở trên trang page của tôi. Anh em hãy theo dõi cái trang page của tôi để có những cái giải đấu thì đăng ký alo trực tiếp cho tôi là được. Dương đến rồi đúng không? Đâu? Đây đúng không? Tiếp theo trên bàn số 4, Dương Nam Định gặp Cảnh Ninh Bình. Cảnh Ninh Bình đâu nhở? Bảo đánh mặt này này. Huy, bảo đánh mặt này. Cảnh Ninh Bình gặp Dương Nam Định trên bàn số 4. Anh thu luôn lệ phí Dương Nam Định. Thế mạnh giải này thì không ngoài Quảng Ninh rồi. Có chứ, Bách Bảo Thủ Lác là ứng cử viên vô địch ấy. Ok ok, Dương à? Dương đúng không ạ? Đây đây nha. Đang đi taxi rồi. Hả? Ai? Ai vào nghỉ? Mẹ à. Anh
chờ tí là thi công. Ai vừa bảo cái gì nhỉ? Ai vừa bảo cái gì á? Vừa á? Mày chịu rồi bây giờ mình làm gì cả đâu. Chết, lâu nào mới đến nè. Anh ơi, đăng ký rồi, đánh luôn kịp luôn, vào luôn mà. Biên Nam Định. Biên Nam Định. Đọc luôn Phủ Lắc. Anh lấy luôn. Tiếp theo trên bàn số 1, anh Biên Công Tử gặp Thủ Lắc. Anh vào đây rồi anh, vào Thủ Lắc. Bàn 1. Biên Công Tử. Sáu sáu chấm một nhá, bàn một anh ạ. Đang về. Anh xử lý mấy cái gọi mấy cái suất thiếu đấy, tôi quát rồi. Alo. Cái gì? Không? Của ai chứ? Không biết. Nó đang đưa gần, nó đang xuống cao tốc rồi. Cách đây có 15-20 cây nữa thôi. Chắc chỉ 15 phút nữa đến nơi. Ra đi taxi mà, nó không phải đi xe khách đâu. Nó đi taxi từ Hà Nội thì vừa lấy nó phi về đấy. Có ai đánh rồi ấy. Như vậy là anh Luân Bắc Cạn đang trên đường đã bật tôm rồi, anh đang gỡ đến 35 rồi và anh đang thể hiện mình rồi. Tê chứ bảo giải tê lắm, có phải đơn giản không? Ơi này anh không có tivi nhỉ? Lắp một cái tivi đi. Để nó phát cái video lên luôn cho đẹp. Hả? Mấy trăm bạc?
mấy trăm đâu mà. Con đấy đâu phải phá, con đấy phá khỏe cực kỳ luôn, tôi cho mày phá thử đấy, cực khỏe luôn, con đấy phá khỏe lắm, con Ermin kia phá căng lắm. Không phải cái gỗ này, gỗ bắp hót này là nó gỗ nó khỏe à? Hả? Đấy, nhìn ở đấy đấy. Chắc là khoảng tầm 21. Không có, chắc khoảng 21. Vâng, một pha đánh nết nhìn rất phong cách của anh. Một pha xiên cá của anh Luân Bắc Cạn. Và nhưng mà nhẹ rồi, yếu sinh lý rồi. Nhìn cũng nhìn cũng to đấy mà. Bách bào anh này Luân Bắc Cạn này của anh đang bị La Văn Tê. Tê tê một tí. Vâng, anh cân đầu vân rồi. Úi dồi ôi, cần điều, vừa cân vừa chạy đạn. Cơ hội cho anh Trương Văn Mạnh cắt tiết trận đấu. Còn một con bi 9 nữa thôi là anh sẽ giành chiến thắng. Bách bào, chuẩn rồi. Rất đáng tiếc cho anh luôn đến từ Bắc Cạn. Trượt thôi, cơ hội cho anh Luân Bắc Cạn. Ôi, không được rồi. Còn một con 9 nữa thôi. Rồi, như vậy xin chúc mừng anh Trường Văn Mạnh đã vượt qua anh Luân Bắc Cạn với tỷ số 6-3. Anh em cho anh Trường Văn Mạnh một tràng báo lại đây. Anh là ứng cử viên vô địch của giải.